Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Dương MV. Hôm nay thì Minh Dương sẽ dành chút thời gian để thông tin cho các bạn những biện pháp do Bộ Y tế khuyến cáo để phòng chống dịch virus Corona nCoV 2019 gây ra. Thì tính đến hôm nay, ngày 9 tháng 3, Việt Nam đã ghi nhận 31 ca nhiễm bệnh, và từ ngày 6 tháng 3 đến nay thì đã có 15 ca nhiễm bệnh. Và Bộ Y tế cũng như Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng yêu cầu tất cả người dân trên của Việt Nam cũng nên là bình tĩnh, không hoang mang cũng như là dao động, và không hoang mang lo lắng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Bởi Thủ tướng cũng như là Bộ Y tế cũng đã có những biện pháp để đối phó với việc mà lây lan của dịch như hiện nay. Thì cũng yêu cầu là tất cả mọi người hãy hết sức bình tĩnh và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch do Bộ Y tế cũng và WHO khuyến cáo, để bảo vệ bản thân phòng bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona nCoV 2019 gây ra. Thì hãy luôn giữ sức khỏe của bạn khi đi lại và du lịch. Thứ nhất, nếu bạn có triệu chứng sốt, ho hoặc khó thở, tránh đi lại du lịch. Nếu bạn đang có các triệu chứng sốt, ho hoặc khó thở, và đặc biệt đến ngay cơ sở y tế khi có các triệu chứng kể trên. Chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế. Thứ hai, một số lưu ý để phòng chống lây nhiễm nCoV. Thứ nhất là tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt hay bị ho. Rửa sạch tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch hoặc các loại nước rửa tay có chứa cồn. Tránh chạm tay vào mắt, mũi hay miệng. Thứ ba, sử dụng khẩu trang đúng cách. Khi ho hay hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau khi sử dụng khăn giấy, cuộn tròn khăn giấy và quất khăn giấy vào thùng rác. Rửa sạch tay ngay lập tức. Khi sử dụng khẩu trang, hãy chắc chắn rằng khẩu trang che kín miệng và mũi, và tránh chạm vào khẩu trang khi đang sử dụng. Và nếu sử dụng các loại khẩu trang dùng một lần, sau khi sử dụng cần loại bỏ ngay lập tức vào thùng rác, và lưu ý là thùng rác phải có nắp đậy kín, và rửa sạch tay sau khi bỏ khẩu trang. Biện pháp thứ tư, chủ động tìm đến cơ sở y tế nếu bạn bị ốm. Nếu cảm thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại du lịch, hãy thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt hoặc ô tô và tìm đến chăm sóc y tế càng sớm càng tốt. Hãy chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế. 5. Lưu ý quan trọng để phòng chống lây nhiễm nCoV. Chỉ sử dụng các loại thực phẩm được nấu chín và đảm bảo an toàn thực phẩm. Không gạt nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc quá gần với các loài động vật nuôi hoặc hoang dã, dù là động vật sống, bị ốm hay đã chết. Quan trọng là tất cả khi từ nước ngoài về phải thực hiện nghiêm tờ khai y tế tại các cửa khẩu sân bay, và đặc biệt là khai trung thực không giấu bệnh. Thì dự kiến từ ngày 10 tháng 3 thì Bộ Y tế sẽ triển khai khai báo y tế cho toàn dân, và toàn dân trên ứng dụng trên điện thoại di động. Thì ở đây những lưu ý của Bộ Y tế thì cũng rất mong là các bạn và mọi người hãy truyền tay nhau và cũng cố gắng là thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế để vừa đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, vì một nước Việt Nam an toàn, lành mạnh và sức khỏe. Thì vừa rồi cũng là 5 biện pháp của Bộ Y tế hướng dẫn chúng ta để chúng ta thực hiện trong biện pháp phòng chống dịch virus Corona nCoV gây ra. Thì các bạn thấy trong những ngày qua khi bùng phát dịch trở lại từ người thứ 17, thì trên khắp nơi thì có những nơi siêu thị, bà con người dân tập trung mua trữ hàng rất là nhiều, cũng gây làm hoang mang, làm khan hiếm hàng trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay trong cuộc họp ngày hôm nay với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương thì cũng đã lưu ý rằng là hàng hóa trên địa bàn của Việt Nam chúng ta thì không khan hiếm, và đặc biệt hãy thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch do Bộ Y tế là ban hành hướng dẫn, và không nên là hoang mang cũng như là không nên dao động, và bình tĩnh, không nên tập trung đông người khi dịch bệnh đang lây lan và có dấu hiệu là lây lan gần diện rộng. Thì vừa qua tôi cũng đã thông tin cho các bạn một số nội dung qua quá trình trong những ngày cập nhật tin tức những ngày gần đây.
thì hy vọng là các bạn khi đi du lịch hoặc từ nước ngoài về thì các bạn phải khai báo trung thực tờ khai y tế, và đặc biệt khi có dấu hiệu hoặc là có tiếp xúc gần với người bệnh thì hãy báo ngay cho cơ quan y tế, cũng như là từ cách ly và đến với các cơ quan y tế để biết được lịch trình di chuyển của bạn và kiểm tra sức khỏe của bạn ngay lập tức. Thì chúc các bạn có một tuần mới làm việc vui vẻ, thành công và đảm bảo sức khỏe. Xin chào.